Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Tuổi Thìn có khí chất điềm tĩnh, quan trọng ngũ hành tháng sinh bên cạnh có con giáp nào đi kèm. Ví dụ năm Thìn tháng có Tý Ngọ Mão Dậu là nhóm cố chấp cực đoan, đào hoa và người đứng đầu. Tháng sinh có Thìn Tuất Sửu Mùi sẽ bình hòa bao dung, đối nhân xử thế giỏi. Tháng sinh có Dần Thân Tỵ Hợi, linh hoạt giỏi ứng biến. Tuổi Thìn nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can mậu hoặc kỷ là có sao hồng diễm, gian nan tình duyên. Có xuất hiện con giáp mão dần trong lá số là mộc vượng kỵ mộc. Có xuất hiện các con giáp thân tí trong lá số là rất là dư thủy. Làm sao để vận thay đổi tốt hơn? Thứ nhất là cải thiện môi trường nơi sinh sống. Trong ngôi nhà của bạn nên có ánh sáng và không khí trong lành, được xem là phong thủy tốt. Thứ hai là ứng dụng theo thuật số mệnh khuyết hay còn gọi là mệnh thiếu. Thứ ba là cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan tích cực. Thứ tư là nhân quả. Hôm nay bạn gieo nhân thiện, mai sau sẽ có quả lành. Theo thuật số bát tự tứ trụ, xét theo năm hoặc tháng cho một phần tính cách, các bạn nên tìm hiểu thêm về mệnh ngày sinh. Video này giới thiệu về con giáp Thìn, ứng nghiệm với ai sinh năm Thìn hoặc tháng Thìn. Tháng Thìn rơi vào năm tháng 4 cho đến năm tháng 5 dương lịch. Các bạn tự tra áp lịch Việt, ghi lại ngũ hành của lá số hoặc vào website phong thủy khải toàn.com, mục tra lá số, tự lấy thông tin xem kèm video này sẽ phát hiện những điều thú vị của bản thân. Phần sau video sẽ trình bày về tuổi Thìn và các tháng sinh. Những người tuổi Thìn có sức sống rất là mãnh liệt, bề ngoài luôn toát lên vẻ oai hùng. Tuổi Thìn còn có hội tụ những yếu tố tinh hoa, phẩm chất đẹp đẽ của một con người, sự thật thà, bao dung, yêu thương mọi người. Về nữ tuổi Thìn thường là giản dị trong phong cách ăn mặc, không quá cầu kỳ. Họ luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện, kêu mọi người xung quanh cùng gia nhập vào việc thiện của mình, để ủng hộ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Về nam giới tuổi Thìn có nhiều tham vọng, ước mơ, nhiều hoài bão lớn. Họ sẽ không ngừng nghỉ cố gắng, luôn nỗ lực biến những ước mơ đó thành sự thật. Họ là những người có trái tim bao dung, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn. Các chàng trai tuổi Thìn sống rất là thực tế, có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp với nhiều người xung quanh và đặc biệt không bao giờ cảm thấy mất niềm tin vào bản thân mình. Ngoài ra, những người này có sở thích tham gia những trò chơi thể thao mạo hiểm, rèn luyện thể lực rất là tốt. Theo mệnh lý, tuổi Thìn và tuổi Tỵ phần lớn có vận đẹp, tài năng bẩm sinh có dịp phát triển mạnh mẽ. Người tuổi Thìn được trời phú cho khả năng làm ra tiền bạc, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhiều người phải trải qua nhiều gian nan khó nhọc. Về tính cách, Thìn là một trong tứ khố, nổi bật nhất là khả năng linh hoạt, thích ứng mọi hoàn cảnh, có tính ban phát, bao dung. Thìn có khả năng thu hút mọi sự chú ý và cũng có những tính cách rất là đặc biệt. Tuổi Thìn là biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực. Bởi vậy, những người tuổi Thìn thường là thông minh, tài trí hơn người, có nhiều người tham vọng, nhiều người đạt được thành công và danh tiếng, phần lớn tính cách mạnh mẽ và có bản lĩnh. Trong cuộc sống, họ thường không bằng lòng với thực tại và luôn luôn có ý chí vươn lên. Số đông người tuổi Thìn có xu hướng thích sống tự do, một số người không thích lập gia đình sớm. Phần lớn người tuổi Thìn thích đi ngao du đây đó và tất cả những chuyến đi của họ tỏ ra thành công vừa ý. Chính vì vậy, tới trung niên cần có kế hoạch chi tiêu, gìn giữ của cải riêng. Nhìn chung về tuổi Thìn thì đa số mọi việc họ cố gắng đều đạt được. Khi họ mất của, thất lạc đồ đạc cũng dễ dàng tìm thấy. Về gia sản, với tuổi Thìn có người tự do tự lực cánh sinh mưu sinh mà có, một số người do người thân để lại hoặc là do người khác đền đáp ơn nghĩa. Trong cuộc đời họ thường có đầu óc quy mô, làm ăn rất là lớn, tuy nhiên chỉ đem lại thành công lúc đầu, càng về sau càng kém hơn. Với tình yêu, họ rất nghiêm khắc với bản thân của mình và những người khác, đôi khi họ hơi cố chấp, đa phần
tự quen biết mà nên duyên vợ chồng. Một số đặc điểm của người tuổi Thìn là luôn lý tưởng hóa sự việc, phàm việc gì cũng muốn hoàn mỹ hoàn thiện. Cải vận theo mệnh khuyết. Thìn thuộc thủy thổ, Thìn hợp với Tý Thân hoặc là Dần Mão, lục hợp với Dậu. Cách dùng tam hợp lục hợp này nên tham khảo, các bạn nên ứng dụng theo thuật mệnh khuyết sau đây. Mệnh khuyết và dụng thần. Mỗi người đều có một từ trường, một cơ duyên riêng. Từ sinh thần bát tự, tức năm tháng ngày giờ sinh, đây là cơ sở xét một lá số. Dụng thần là tìm ra ngũ hành của lá số thiếu, dùng để cân bằng lá số, giúp vận trình may mắn hanh thông hơn, gọi là thuật cải vận. Tuổi Thìn sinh mùa đông vào các tháng Hợi Tý Sửu, mùa lạnh thường dư thủy kỵ thủy, nên lấy hỏa làm dụng thần. Nếu tuổi Thìn sinh tại tháng Tý cực kỳ nhiều thủy, có tài lãnh đạo, có thể đạt được nhiều thành tựu lớn, nhưng cũng có thể phá tài. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can nhâm, sinh tại tháng Hợi là có mật mã lộc thần, mật mã dễ kiếm tiền hơn mệnh khác. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can quý, sinh tại tháng Tý cũng là có mật mã lộc thần. Cần hỏa nên biết màu đỏ, tím, vàng, sậm, cam, hồng là hỏa, trang sức các loại đá vân đỏ hoặc là xanh lá cây, thạch anh tóc đỏ. Về động vật, nuôi chó là hỏa, mèo là mộc, ngựa cũng là hỏa. Khi ăn uống, ăn lẩu, ăn đồ nướng, thịt dê, thịt bò, sô cô la, cà phê đều là hỏa. Trên cơ thể, phần đầu mắt là đại diện cho hỏa, có thể nhuộm ít tóc đỏ. Đồ vật trong nhà, lò vi ba, tivi, bếp, máy vi tính, các thiết bị điện đại diện cho hỏa. Tranh mặt trời, tranh ngựa cũng là hỏa. Sưu tầm bật lửa vào bếp nấu ăn, mỗi tối uống một ít rượu vang cũng là cách nạp hỏa. Ngành nghề thuộc hỏa: nhà hàng Á, quầy bán lẻ, sản xuất đồ nhựa, đồ điện tử, máy vi tính, thiết bị điện, kỹ thuật điện, đầu bếp chế biến thực phẩm, chiếu sáng, nhiếp ảnh, thợ trang điểm, sản xuất phim, diễn viên, công an, các ngành nghề liên quan đến thể thao, các studio mang tính sáng tạo, chụp ảnh, thu âm đều thuộc hỏa. Tuổi Thìn sinh mùa xuân vào tháng Dần Mão, mùa xuân mộc vượng thường kỵ mộc, nên lấy kim làm dụng thần. Tuổi Thìn sinh tại tháng Dần Mão, vô cùng quân tử nghĩa hiệp. Nếu sinh mệnh ngày sinh có thiên can thuộc giáp, sinh tại tháng Dần là có mật mã lộc thần, mật mã dễ kiếm tiền hơn mệnh khác. Nếu sinh mệnh ngày thiên can thuộc ất, sinh tại tháng Mão là có mật mã lộc thần. Cần kim nên biết màu trắng xám là kim, vàng bạc là kim, đồng hồ tự động là vật trợ kim rất là tốt, càng đắt tiền càng tốt, như Rolex, Hublot, kim cương, thạch anh tóc. Động vật: khỉ, gà là kim. Khi ăn uống, ăn thịt đông lạnh, ăn kem, ăn thịt gà là kim, tổ yến cũng nhiều kim. Đối với cơ thể, mỗi sáng thức dậy nên dùng đồng hồ báo thức hình tròn có màu vàng, nên hướng mặt về hướng Tây hoặc Tây Bắc vì hai hướng này thuộc kim. Cạo râu nên cạo bằng dao thay vì cạo bằng máy, nên cắt lông mũi. Đồ vật trong nhà: máy lạnh, két sắt, tủ lạnh, gương đều thuộc kim. Trong nhà treo một bức tranh núi Phú Sĩ rất là nhiều kim, tranh gà, tranh khỉ cũng là kim. Sưu tầm đồ kim loại: có bộ kéo cắt móng tay, bàn làm việc có tượng gà bằng đồng, thường xuyên soi gương cũng là cách nạp kim. Ngành nghề thuộc kim: máy móc, ngân hàng, làm quản lý, giám sát, ngành võ, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, tài chính, kế toán, kinh doanh chứng khoán, sản xuất phần cứng máy vi tính, về công nghệ, kỹ thuật cơ khí, kinh doanh vật liệu kim khí, khai thác lâm sản, nghề cơ khí, cơ điện, sản xuất thiết bị chăm sóc sức khỏe, dụng cụ âm nhạc, bác sĩ phẫu thuật cũng là rất nhiều kim. Tuổi Thìn sinh mùa hè vào tháng Tỵ Ngọ Mùi, mùa hè hỏa vượng thường kỵ hỏa, nên lấy thủy làm dụng thần. Tuổi Thìn sinh tại tháng Tỵ thường là mệnh tốt. Nếu sinh mệnh ngày có thiên can thuộc Mậu hoặc là Bính, sinh tại tháng Tỵ là có mật mã lộc thần, mật mã dễ kiếm tiền hơn mệnh khác. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can Kỷ hoặc Đinh, sinh tại tháng Ngọ là cũng có mật mã lộc thần, giống lá số của ông Trâm. Cần thủy nên biết màu đen, màu xanh lam là thủy, trang sức vàng bạc là kim, đá quý màu đen, màu xanh lam,
kim cương thạch anh tóc đen, động vật cá, chuột, rồng, dơi, Batman. Khi ăn uống các loại cá và tất cả các loại thủy hải sản, cơm gà, tổ yến, mộc nhĩ đen, mộc nhĩ trắng. Uống bia lạnh, uống trà đá cũng là thủy, sữa chua cũng là thủy. Đối với cơ thể, gương mặt nên trắng sáng, nên đeo kính mát. Đồ vật trong nhà nên ở gần nguồn nước, tránh để nhà bếp bừa bộn. Hồ cá nhà vệ sinh là thủy, che một bức tranh về sông nước là thủy. Mỗi sáng nên tắm hoặc là làm tóc ướt. Bàn làm việc nên có cá hoặc là chuột, heo. Đi ngủ nên mang theo chai nước suối cũng là cách nạp thủy. Ngành nghề thuộc thủy: thẩm mỹ, spa, kinh doanh nước giải khát, tâm lý học, dịch vụ làm sạch, thủy lợi, thủy hải sản, đánh bắt cá, nghề quảng cáo, nghề biển, văn phòng tư vấn giới thiệu việc làm, quan hệ công chúng đều là thủy. Tuổi Thìn sinh mùa thu vào tháng Thân Dậu, mùa thu kim vượng thường kỵ kim nên lấy mộc làm dụng thần. Tuổi Thìn sinh tại tháng Dậu, lá số có kim rất là vượng. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can có canh, sinh tại tháng Thân là có mật mã lộc thần, dễ kiếm tiền hơn mệnh khác. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can có tân, sinh tại tháng Dậu cũng là mật mã lộc thần. Cần mộc nên biết màu xanh lá là mộc, trang sức các loại đá quý màu xanh lá, vòng gỗ trầm, thạch anh tóc xanh lá. Động vật thỏ, hổ, mèo, Kitty, Doraemon là mộc. Ăn uống nên ăn rau xanh thích hợp cho việc ăn chay, ăn nấm cũng là mộc. Đối với cơ thể, râu, lông, tóc thuộc mộc. Đồ vật trong nhà, kệ sách, ban công có cây cối, bàn làm việc nên có cây. Giường, đồ dùng nên là bằng gỗ thay vì kim loại. Đội nón, túi sách màu xanh lá. Bàn làm việc có tượng mèo, đi ngủ mang theo quyển sách là cũng là cách nạp mộc. Ngành nghề thuộc mộc: nghề mộc làm vườn, cửa hàng nội thất, thư viện sách, thiết kế thời trang, ngành gỗ, giấy, thiết kế website, kinh doanh các mặt hàng gỗ, giấy, hoa, cây cảnh, chế tạo thảo dược, làm phim hoạt hình, hoạt động từ thiện, vật phẩm tế lễ, quần áo, giày dép, hoa, ngành nghề in ấn, công ty phát hành sách đều thuộc mộc. Tuổi Thìn sinh tại tháng Thìn, Tuất, Mùi thường là dư thổ nên lấy thủy làm dụng thần. Các bạn xem thêm về thuật cải vận tại hai website hoặc kênh YouTube của tôi. Các mật mã liên quan tuổi Thìn: hoa cái tại Thìn, sinh năm Thìn, lá số ở cột tháng ngày giờ sinh có chữ Thìn là có sao hoa cái. Hoa cái đại diện cho tính tình thanh cao, tư chất thông minh, tự làm tự hưởng, giàu tài hoa và nghệ thuật, thích triết học và tôn giáo. Nam có chu kỳ này tượng trưng cho uy quyền, nữ có chu kỳ này tượng trưng cho mạnh mẽ, dễ dẫn đến cô đơn. Dịch mã tại Dần, sinh năm Thìn, cột tháng ngày giờ sinh trong lá số có chữ Dần là có sao dịch mã. Mã là tượng trưng cho biến đổi, biến động, di chuyển, đi xa, thay đổi chỗ ở, công việc và xuất ngoại. Nữ có nhiều dịch mã thì tâm bất an. Hàm Trì tại Dậu, sinh năm Thìn, ở cột tháng ngày giờ trong lá số có chữ Dậu là có sao Hàm Trì. Hàm Trì chính là đào hoa, tình yêu của cuộc sống. Nếu bát tự có dụng thần là Hàm Trì, biểu hiện người này có nhu cầu tình dục cao. Nếu là kỵ thần thì người này kém ham muốn. Đào hoa có ý nghĩa khá là rộng, ví dụ nhiều người để ý, tướng mạo đẹp, thông minh, lãng mạn, có cơ duyên gặp gỡ nhiều người, phù hợp ngành nghề dịch vụ. Sinh năm Thìn, kỵ nhà ở hướng Hợi, 322 cho đến 338 độ Tây Bắc sẽ phạm phải vong thần, là một mật mã thị phi. Sinh năm Thìn, gặp năm tháng ngày có chữ Hợi là sao Hồng Loan. Hồng Loan đại diện cho chu kỳ kết hôn hoặc có tình yêu. Gặp năm tháng ngày có chữ Tỵ là có sao Thiên Hỷ. Thiên Hỷ đại diện cho việc vui hoặc việc buồn. Con người không nên mưu cầu nhiều số mệnh của tương lai, không khéo mất đi sự cân bằng của cuộc sống tự nhiên. Chỉ cần tâm tính lạc quan, sống ôn hòa với mọi người, kiên trì với mục tiêu, đối đãi tốt với những người xung quanh, vận may rồi sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.